chào các bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Cora Shop 24 giờ. Hôm nay Ngọc Hoa sẽ giới thiệu với các bạn dòng sản phẩm trà nấm linh chi KGS của Hàn Quốc. Vâng, thưa các bạn cũng biết đấy, nấm linh chi là một thảo dược rất là quý giá và nó được chiết xuất thành những gói trà bổ dưỡng để bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Và sau đây Ngọc Hoa sẽ giới thiệu với các bạn một số công dụng của trà nấm linh chi KGS. Trà nấm linh chi KGS có công dụng như là bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lực và chống mệt mỏi. Nó giúp tăng khả năng tập trung của chúng ta trong công việc cũng như là trong học tập. Và ngoài ra thì nó làm giảm cholesterol trong cơ thể, giảm đường huyết và điều chỉnh huyết áp cho chúng ta. Tại vì sao Ngọc Hoa có thể nói là trà nấm linh chi có tác dụng đó? Tại vì trong trà nấm linh chi KGS nó có hai thành phần chính, đó là nấm linh chi và đương quy. Trong nấm linh chi thì nó có hợp chất đa đường, nó làm giúp chúng ta loại bỏ độc tố tích lũy lâu ngày và nó tăng khả năng miễn dịch cho chúng ta. Ngoài ra thì nó còn cân bằng lượng đường trong máu cũng như là cải thiện chức năng tuyến tụy. Còn đương quy thì sao ạ? Vâng, với đương quy thì nó lại có tác dụng hỗ trợ điều trị cho những người bị bệnh thiếu máu, suy nhược cơ thể, hỗ trợ điều trị đối với những người bị tiêu hóa kém và nó tăng tuần hoàn máu não ạ. Đấy là những thành phần mà giúp cho trà nấm linh chi trở nên là một sản phẩm rất tuyệt vời để cải thiện cũng như bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Sau đây thì Ngọc Hoa sẽ giới thiệu với các bạn cách hướng dẫn sử dụng trà nấm linh chi sao cho hiệu quả nhất nhé. Vâng, thưa các bạn, đây chính là sản phẩm trà nấm linh chi KGS của chúng ta. Các bạn có thể nhìn thấy ngay hãng tên hãng Việt dưới của sản phẩm. Và hộp trà của chúng ta thì có 100 gói và mỗi gói là nặng 3g các bạn nhé. Khi nhận sản phẩm thì các bạn có thể check là nó phải có tem dán niêm phong của nhà sản xuất ở hai đầu của hộp ạ. Các bạn có thể kiểm tra cái hạn sử dụng cũng như là ngày sản xuất của sản phẩm cũng như là lô sản xuất này và mã vạch quốc gia sản xuất sản phẩm. Ở đây thì chúng ta có thể thấy nó có thành phần cũng như là hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Hàn và bằng cả tiếng Anh nữa các bạn nhé. Nên là các bạn có thể, nếu như các bạn biết tiếng Anh, có thể đọc ở phía bên phải của sản phẩm. Còn không thì các bạn có thể truy cập vào website corashop24giờ.com để đọc chi tiết hơn. Sau đây thì tôi sẽ bóc sản phẩm này ra. Đây. Bên trong của chúng ta thì sẽ gồm có những hộp trà như này. Nó còn một ngăn nữa nhé các bạn nhé. Đây. Do chúng ta vừa mới lắp rất là nhiều nên là các gói trà bị rơi ra. Nó mỗi một ngăn này thì nó có 50 gói á. Và mỗi một gói này các bạn thấy là 3g. Vậy thì cách sử dụng của chúng ta thì ngày các bạn sẽ uống từ 2 đến 3 lần. Mỗi lần thì các bạn cho một gói này và chúng ta sẽ pha nó với nước ấm. Tùy vào độ thích hợp của hay là hương vị mà bạn mong muốn thì bạn có thể cho thêm mật ong hoặc là đường khi mà chúng ta uống trà nấm linh chi. Các bạn nhớ bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo và thoáng mát. Sản phẩm này thì chúng ta không dùng cho trẻ em dưới 15 tuổi và không sử dụng cho phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú nhé các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, vậy là Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn toàn bộ công dụng cũng như là cách hướng dẫn sử dụng trà nấm linh chi KGS của Hàn Quốc. Với tiêu chí của chúng tôi, chất lượng là uy tín nên chúng tôi luôn luôn chọn ra những sản phẩm chất lượng nhất mang tới tay các bạn để nhằm bảo vệ và cải thiện sức khỏe của bạn cũng như chính gia đình các bạn. Khi các bạn nhận được hàng, nếu các bạn cảm thấy không hài lòng về sản phẩm hay là có bất cứ một thắc mắc nào về sản phẩm, các bạn có thể hoàn trả lại cho chúng tôi trong vòng 7 ngày vì đó là chương trình cam kết của chúng tôi đối với khách hàng. Và nếu như các bạn cần tìm hiểu thêm về bất cứ một chi tiết nào hay một thông tin nào về sản phẩm trà nấm linh chi KGS hay bất cứ sản phẩm nào của Hàn Quốc thì các bạn có thể truy cập vào phần chat online của siêu thị trực tuyến corashop24giờ.com hoặc là gọi điện cho chúng tôi theo số hotline 0979149256. Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn những sản phẩm tốt nhất cho sức khỏe của các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.